Xin chào các bạn. Nếu các bạn đang là sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối hoặc sinh viên đã tốt nghiệp ra trường và đang có mối quan tâm lớn đến tìm kiếm việc làm thì các bạn có thể tham khảo trang web của Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp Trường Đại học Thăng Long. Hiện tại thì trung tâm đang có hướng phát triển các hoạt động nhằm giúp các sinh viên có thêm kỹ năng tìm kiếm việc làm như kết nối với doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm phù hợp với mỗi chuyên ngành của sinh viên. Hay trung tâm cũng thường xuyên phối hợp với các đối tác tổ chức các sự kiện, các talk show. Thông qua đó thì các bạn sinh viên có thể gặp gỡ trực tiếp với đại diện của các doanh nghiệp, lắng nghe những chia sẻ của họ và đặt ra cho họ các câu hỏi. Đặc biệt hơn, hiện nay trung tâm đã xây dựng xong một khóa học trực tuyến về kỹ năng tìm kiếm việc làm để cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm cơ bản để giúp cho người học có điều kiện thuận lợi trong quá trình hình thành dự án nghề nghiệp của mình với địa chỉ là uctlu.mundercloud.com. Và để tham gia vào khóa học thì các bạn có thể click chuột vào khóa học kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Khóa học có cấu trúc bao gồm các phần như là phần General bao gồm các thông báo chung. Module 0 sẽ là module khởi đầu giới thiệu chung về khóa học. Module 1 là định hướng nghề nghiệp. Module 2 sẽ hướng dẫn các bạn cách nói về bản thân mình trong quá trình soạn lý lịch CV, viết đơn xin việc hay là chuẩn bị phỏng vấn. Module 3 sẽ hướng dẫn các bạn cách soạn lý lịch CV. Module 4 sẽ hướng dẫn các bạn cách soạn một đơn xin việc làm. Module 5 sẽ là các bước cho việc chuẩn bị phỏng vấn. Phần cuối cùng đi xa nữa sẽ là phần giới thiệu một số tài nguyên có sẵn trên Internet để các bạn có thể dễ dàng tự học thêm. Và ở mỗi một module thì chúng tôi có thực hiện một số các video để hướng dẫn các bạn trong quá trình tìm kiếm việc làm. Để xem các video này thì các bạn có thể click chuột trực tiếp vào các video đó. Và để xem toàn màn hình thì các bạn có thể nhấp chuột vào biểu tượng full screen để xem toàn màn hình các video. Và ở các cái module học tập tiếp theo thì bao gồm có các phần như là phần giới thiệu của từng module, tiếp theo sẽ là phần nội dung của các module đó, phần cuối cùng là câu hỏi bài tập. Và khi các bạn click chuột vào phần câu hỏi bài tập thì khóa học sẽ yêu cầu các bạn phải cung cấp username và password để làm các bài tập. Còn nếu các bạn chỉ đăng nhập vào khóa học với tư cách là khách thì các bạn sẽ có thể được xem các nội dung của khóa học trừ phần làm câu hỏi trắc nghiệm trong phần câu hỏi bài tập. Vì vậy mà để được hưởng tất cả các dịch vụ của khóa học thì các bạn hãy gửi thư xin đăng ký tham gia vào khóa học tới địa chỉ thư ký gạch ngang uec@thanglong.edu.vn để được cung cấp username và password. Chúc các bạn thành công!